ta sẽ lưu lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất cho tỉnh festival này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta không những tập ở hồ bơi nè, tập ở khách sạn nè, tập ở phòng gym nè, bây giờ chúng ta tập trên đỉnh núi festival nha. Đóng nhà của Đông Dương luôn. Đóng nhà của Đông Dương luôn. Khởi động, khởi động. Bây giờ khởi động nào, come on. Come on. Yeah, anh em ơi. Bắt mẻ lên nha mọi người. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ nhảy đá đường về, đá chân về sau nha. Mọi người lui lui về phía sau một tí. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, ok. Các bạn, rồi dang hai chân rộng ra. Vô tập như mọi ngày nha mọi người. Bây giờ lưng bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5, 6, 7, thôi. Chống tay, 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 chống t
được người không? Em biết lý do tại sao anh bắt về sớm. Anh bất lực như vậy đó. Bây giờ nè, tập nữa không mọi người? Nữa. Ok. Rồi mọi người nha, bước một chân, đưa hai tay lên nha. Rồi. Đã trở về tư thế bên đây, tư thế bắt đầu. Và bước chân trái lên. Nha, bắt đầu nha, 2 3 chân trái nè. 2 3 1 2. Come on. 3 4. Đó, bạn này đang múa nè. 5 6 7 8. Thôi bé Hải mua đẹp quá. Thật sự là anh em mình đang vận động một chút để chờ cái mây mù nó bay qua. Nhưng thực sự là nó rất lạnh đúng không? Rất là lạnh. Bây giờ nhiệt độ chắc đang âm đúng không? Âm anh em. Gần âm. Gần âm thôi. Lúc nãy là bé Diễm bước là thật bậc thang cuối cùng là SOS rồi mọi người. SOS liên tục luôn. Bây giờ thì chúng ta đứng là một hàng đi. Cú dừa các bạn Diễm đâu? Hôm nay mang được cả cú dừa đây cơ. Dạ đúng rồi. Chúng ta biết của mình đâu? Cuối cùng thì mình đã di chuyển lên tới đây, là đây hình như là lần thứ 3 mà Diễm đặt chân lên đỉnh Phan Xipang. Thật sự là mỗi lần trên này thì cái niềm tự hào dân tộc trở dậy rất là cao các bạn ơi. Thì nên là Diễm mang theo cái sản phẩm mà Diễm rất là tâm huyết, đó là củ hủ dừa sấy khô của Phan Diễm. Đó. Hiện tại thì Diễm Văn đang tổng thực hiện chương trình tri ân khách hàng là mua